Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Đồng Nai, đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1. Một đăng ký, một like nha các bạn.